Xin chào các bạn, nếu ai đã và đang theo dõi kênh Đầu Gấu Review thì sẽ biết được ở phần trước tôi cùng cô em gái nhảy lên con thuyền hơi này để bỏ trốn. Lũ zombie như là vận động viên bơi lội nhảy ầm ầm xuống nước, trên bờ đã không yên rồi dưới nước lại còn không tha nữa chứ. Yên tâm, tôi sẽ cho lũ này 3 ngày sau nổi lên mặt nước. Nhưng thật đen đủi, cô em gái của tôi đã bị một tên zombie trồi lên cắn vào tay. Dám cắn cô ấy thì tao sẽ bắn mày phình bụng luôn nè. Chuyện gì đến cũng đã đến, tình huống này xảy ra quá đột ngột không thể lường trước được, nên cô em gái đã kêu tôi lên bờ để không thấy cảnh đau lòng xảy ra. Thật sự tôi rất bối rối phải bỏ em ấy lại một mình. Chắc có lẽ đây là lần cuối mà tôi được gặp cô gái đó. Khung cảnh chia lìa cực kỳ đau đớn các bạn ạ. Tất cả là do lũ khát máu chó chết kia. Mối thù này mà tôi không giải quyết được thì sẽ nghỉ bắn súng luôn. Lên đồ sẵn hết để chuẩn bị cho một cuộc săn lùng zombie kinh điển nhất. Cay cú éo chịu được với lũ này, ngứa mình thật chứ. Tôi phát hiện ra một con xe bỏ trống. Ngại gì mà không tận dụng cơ hội này. Hôm nay sẽ quyết tâm đi tàn sát hết lũ khát máu kia. Còn chặn đường nữa chứ này thì bay não ngay lập tức. Bữa nay sẽ xuống xác tiêu diệt hết lũ khốn kiếp này. Bắn cho hả dạ mới thôi. Lúc này vừa chạy xe vừa nghe radio thông báo mọi người hãy ở nhà và đóng cửa lại hết do dịch zombie đang bùng phát. Nghe sợ quá phải nhanh chóng đi tìm chúng bắn cho đỡ sợ. Tôi dừng xe, bước xuống thì thấy một tên đang ngồi co giật bên trong buồng lái. Này thì co với chúng tôi. Ối rồi ôi, hai tên xuất hiện ở hai hướng, thôi bỏ chạy phi lên xe cho an toàn. Này thì cắn hộ tao cái, lũ khốn kiếp. Chúng nó đang gào thét phía bên ngoài nghe ngứa cả tai. Thì đột nhiên cả đám zombie lần lượt ngất xỉu hết. Không lẽ nào thấy tôi đẹp trai quá nên chịu không nổi ta? Thật ra đã có một tay súng khét tiếng cứu tôi, và cả hai quyết định kết giao với nhau để triệt hạ lũ khát máu. Nhìn cây súng thôi đã thấy uy tín rồi. Cậu ta kể cho tôi nghe đã thấy người dân cùng với bác sĩ chạy đến tấn công các bạn đồng hành của anh ấy. Nói gì chứ cậu này chắc cũng đang lang thang như tôi, và cùng chí hướng đó chính là đi săn lùng lũ zombie khát máu. Nghe được tiếng hét thảm thiết, phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bầu không khí trên cánh đồng hoang này thật tuyệt vời, mát mẻ ngủ nghỉ khỏe. Tôi cùng anh ta núp phía sau tảng đá này để ẩn náu. Lũ zombie cũng đã chạy đến, liền đi bụi hết hai đứa. Nhìn anh này nả một phát y như là trời sập, nơi đây không an toàn cho lắm, phải chuyển chỗ thôi. Tôi test thử cây súng của anh ta, đúng lúc này có một tên nhào đến để nộp mạng. Tôi làm một phát muốn động cả đất, công nhận khẩu súng này uy lực ghê gớm thật. Cả hai tiến vào bên trong một căn nhà hoang và bàn bạc sẽ làm gì tiếp theo khi không có thức ăn, và khẩu súng uy lực của cậu ta chỉ còn vài viên đạn, nên anh bạn đó quyết định đi tìm cách giải quyết và kêu tôi ở lại đây một mình vì chân đã bị thương. Vừa nhìn sang phải giật cả mình vì có một tên nhào đến phía sau lưng, hên là không bị cắn trúng. Lúc này tôi nhìn thấy được một cô gái đang bỏ chạy, liền hạ tên khát máu phía sau. Ôi không thể tin vào mắt mình, tôi vẫn còn gặp được cô em gái. Điều kỳ diệu đã xảy ra sau vài ngày trôi qua, vết cắn không khiến em ấy có biểu hiện gì, mà thật lạ cơ thể cô gái không bị nhiễm bệnh, mà khi thử nhỏ một giọt nước bọt vào người bình thường thì người đó sẽ bị nhiễm bệnh ngay lập tức. Nghe có vẻ vô lý nhưng mà dù sao gặp được em là tôi vui rồi. Nhìn thấy ghét cho thêm một viên nữa này thì dược ni tao. Hai người vừa bước ra phía bên ngoài thì phải đối mặt với cả chục xác sống. Tôi liền xả liên hoàn đạn khiến cả đám hùng củ tỏi hết. Cô em gái chạy nhanh quá, cái chân hàng pha ke này thì lại cùi chuối ghê ý. Dường như lũ zombie muốn úp sọt cả hai trong căn nhà này, nhào vô đây sẽ tiếp từng đứa một. Nhìn đồng cỏ xanh tươi có vẻ căng bóng quá. Đã phát hiện ra được một chiếc xe phía trước, cả hai liền ngoắc xe để kêu trở về Biên Hòa, chứ ở đây gặp lũ zombie muốn lú luôn rồi. Tưởng chừng lần này được cứu thì địt cụ song xuống chĩa súng vào mặt tôi, thêm hai bà mẹ bác sĩ cưỡng chế và tiêm thuốc gì đó vào cơ thể tôi nữa chứ. Không hiểu kiểu gì tôi là người mà mấy má. Cô em gái vùng vẫy và đã bỏ chạy được. Nhìn tên này bắn cô ta mà không làm gì được, còn bị ba người này khiêng lên xe, cay éo chịu được. Vừa tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, mấy người đó đã tiêm thứ gì đó vào cánh tay tôi. Vừa đi ra ngoài bước được vài bước thì tôi lại cảm thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh dậy thì thấy mặt cha nội này, đây là người vừa kéo tôi ra chỗ lúc nãy, thì ra là ân nhân đã cứu mạng tôi. Anh ta vừa bước xuống thì bị một tên zombie nhào đến cắn xé, không thể nằm yên mà nhìn được, lên đạn nả một viên và cứu được người bạn đó. Coi như huề nhau nha ông anh. Anh ấy nói đã thấy tất cả tôi bị cả đám bác sĩ bắt cóc và quân đội bắt giữ cô gái nhưng cô ta đã chạy thoát được. Thì ra anh ấy đã theo dõi tôi vài ngày và đã cố gắng cứu tôi ra ngoài đây. Anh bạn đề nghị một ý kiến, cùng tôi sẽ đến nhà của anh ta vì nơi đó rất an toàn, có cả thức ăn nước uống. Nghe có vẻ hấp dẫn quá, không hiểu sao anh bạn này lại tốt với tôi như thế. Có lẽ nào gặp quý nhân phù trợ là các bạn. Đường tôi đi có quý nhân phù trợ, việc tôi làm thì chả ai biết. Anh ta nói đã sống ở đây một mình lâu rồi và xung quanh khu rừng này rất an toàn, nghe có vẻ uy tín đấy. Nhưng vừa tiến vào bên trong thì xuất hiện một con zombie đang chạy đến tấn công mình. Tôi liền nhanh tay cầm súng bắn hạ nó, nhưng anh bạn ân nhân đã ngăn cản tôi lại. Ông ta kêu tôi dừng hành động của mình lại vì con zombie phía sau chính là bạn gái của người đàn ông ấy. Cho dù bạn gái của anh ta đã biến thành zombie, nhưng vẫn không quên bảo vệ cô ấy cho đến chết. Tôi rất thích hành động này. Eli, người đàn ông khốn kiếp kia đã đạp tôi xuống và giành giật khẩu súng trên tay. Thằng này lươn lẹo thế nhờ, bỏ cho mày bị nó xé xác luôn cờ hó này. Tôi rất hoảng hốt và bỏ chạy, nhưng phía bên ngoài cửa lại xuất hiện một con zombie nữa, nên tôi đã nhanh trí chạy vào trốn phía sau màn trắng này. Người đàn ông kia bị cả đám zombie thay nhau xé xác. Tôi đã nảy ra một ý định, lấp ló chờ thời cơ đàn zombie không để ý đến, nhẹ nhàng và lẻn vào một căn phòng kế bên rồi đóng cửa lại.
Giờ đây tình hình của mình tương đối ổn định khi ở trong căn phòng vắng này, nói gì chứ phải kiếm gì đó lót cái dạ dày trống rỗng cái đã, rồi xử lý lũ zombie khốn kiếp đó sau. Trong lúc dầu sôi lửa bỗng như thế này vẫn không thể quên đam mê ăn, nhặt được máy cơ, tôi liền khởi động nó lên, nhưng dường như nó đã bị hỏng mất rồi. Thu dọn đồ đạc cùng với vũ khí vào bên trong ba lô để ứng phó với lũ zombie đó, lắp thêm một khẩu súng AK lại để tiêu diệt chúng, nhặt một con dao và tháo băng gạc trên chân mình ra, vô cùng vui khi thấy vết thương ở chân có vẻ đã lành lại rồi, dùng đèn soi và lấy dao cắt chỉ ra thôi, rồi từ từ băng bó lại. Lúc này các trang tin tức trên truyền hình đã cảnh báo về mối nguy hiểm này. Tôi vừa nựng chú mèo dễ thương xong thì chúng nó chạy xung quanh khắp ngoài cửa, tụi nó đã đến rồi, cầm súng lên phi ra mở cửa và cho chúng một viên đạn. Đám zombie đã phát hiện ra tôi liền đóng cửa ngăn lũ zombie lại, lắp thêm đạn vào súng cái đã rồi tính gì tính. Lũ zombie đang đứng chờ sẵn bên ngoài cửa sổ, tôi thấy một chiếc cầu thang và nhớ ra có thể trèo lên trần nhà, mở cánh cửa sổ nhỏ ra và chỉ việc ngắm tỉa xuống. Lần này chúng mày xong rồi con ạ. Hai con zombie ấy đang đuổi theo một người đàn ông khác từ phía trên, tôi nhanh chóng nã đạn liên tục xuống khiến hai con zombie nằm la lết, cuối cùng cứu được ông anh kia trèo xuống. Khẩu súng đã hết đạn cần phải lắp thêm để chiến đấu tiếp. Tôi bước đến và mở cửa ra, nhưng vẫn không quên kiểm tra ông anh này. Lúc này cảnh giác đề phòng là trên hết, không tin một ai được. Tôi có nhả ý kêu ông ta mở cánh cửa đó ra, bất ngờ lũ zombie ùa ra xé xác ông ấy. Phía bên cánh cửa bên này lũ zombie cũng ùa vào, tôi chống trả quyết liệt ngăn chặn chúng lại. Thời khắc sinh tử đã đến, một là chết hai là sống, không ngán bố con thằng nào hết. Leo lên trần nhà để cố thủ nhưng bị lũ zombie kéo chân lại, tức quá tao sẽ cho chúng mày một trái lựu đạn nè lũ cờ hó. Tôi đã thoát thân thành công bằng cách trèo xuống một cái cầu thang được bắt sẵn trên cánh cửa sổ mini này, thật là may mắn phải bỏ chạy ngay thôi. 36 kế chạy là thượng sách các bạn à. Ra đến một khu đất trống, lại gặp một đám zombie ngăn chặn tại một chiếc xe con, kiểu zombie gì mà khôn thế còn đứng canh xe không cho tao thoát nữa. Tức quá tôi liền cầm súng lên và tiến lại gần, phải lên đạn và bắn chúng luôn cho sạch đường sạch lối. Tiến lại gần xe hạ thêm một con đang núp phía sau, mày định chơi anh à zombie non, liền mở cửa phi vào buồng lái, phải thật nhanh chóng tẩu thoát ngay thôi. Sai một ly là đi một dặm đấy các bạn à, không thể chậm trễ được. Khi mà tẩu thoát được mối nguy hiểm nào đó, bạn có hồi hộp không? Víu mình luôn ấy chứ, cái chết đang cận kề. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái chỗ ám ảnh chết chóc kia, nhưng đột nhiên từ phía sau buồng lái lại xuất hiện một con zombie nữa tấn công tôi. Tôi rất hoảng hốt đạp cánh cửa xe và lao xuống cầm súng bắn nó, nhưng thật may rủi súng lại hết đạn vào thời khắc này, thật là chó má ghê. Chỉ còn cách dùng hai cẳng của mình để bỏ chạy thôi. Lũ zombie đang tiến sát phía sau lưng, vì chạy quá nhanh tôi gấp phải cỏ và ngã xuống. Thôi kỳ này xong cục kẹo tới cục xít luôn rồi các bạn ơi. Nhưng thật may mắn trong lúc quyết liệt rằng co qua lại, hai con zombie này đã bị một người nào đó ở xa xung quanh khu đất trống này bắn chết. Tôi liền đứng lên nhìn mọi hướng để xem là ai, nhưng toàn lại nghe những tiếng súng nổ, cảm thấy bất an, nó có thể bắn chúng mình, nên tôi phải bỏ chạy núp xuống những bụi cỏ ngay lập tức để lắp thêm đạn vào khẩu súng AK của mình và tiếp tục chiến đấu với lũ zombie này đến cùng. Tôi cầm cái ống pháo lên chưa kịp làm gì thì giữ zombie lại xuất hiện, tức quá tôi liền cho hai phát súng thì chúng nó mới chịu dừng lại, nhanh chóng dùng chiến thuật bò trường để ẩn náu, xong sẽ cái ống pháo đó ra, khói lửa sẽ giúp những người nổ súng xung quanh đó biết được tôi là con người, tiếp tục hạ thêm những con zombie phía sau đống lửa đó. Lúc này tôi gặp lại một người đồng minh chân chính sẵn sàng chiến đấu cùng mình với zombie khát máu này, tôi khá là vui mừng. Hai chúng tôi vừa lui lại vừa bắn lũ zombie đó, rồi rút chạy phi lên chiếc xe ô tô này và sẽ rời khỏi khu đất trống ma quái này. Anh ta nói những người xung quanh đã bị nhiễm một hỗn hợp gì đó và anh ấy không biết làm thế nào cả, chạy xe tẩu thoát mà còn không yên với chúng, thằng nào mà cản đường tao tông chết cụ thằng đấy luôn. Anh ta nói rằng sẽ không đi xa bằng chiếc ô tô này vì còn một cô bạn của anh ta ở đây, anh ta đề nghị với tôi sẽ di chuyển bằng một chiếc thuyền ở gần đó. Cả hai nhanh chóng xuống xe, anh ấy lôi chiếc thuyền xuống mà còn bị té, thằng này hậu đậu thế nhờ. Anh ấy nói cả thành phố đã bị nhiễm bệnh. Lúc này cả hai chúng tôi đang rất nhẹ nhàng để chúng không phát hiện ra, và ông bạn liền cầm súng nả vào chúng nó. Anh ta bảo với tôi sẽ cùng nhau đi cứu cô bạn của anh ấy. Vừa bước lên bờ thì chúng nó lại đến, ông bạn xuống xác với lũ zombie khốn nạn này luôn. Chắc đây là người bạn chí cốt của tôi rồi. Anh ta đề nghị cả hai sẽ cùng nghỉ ngơi tại đây một đêm để đi tiếp cuộc hành trình, nhưng thật may mắn tôi nhanh chóng quay lại và phát hiện ra lũ zombie khốn kiếp kia đang ùa vào cánh cửa. Ông bạn liền đóng cánh cửa ngăn chúng lại, mém nữa thì toang rồi, ngủ mà cũng không yên với lũ này phiền thấy nhờ. Thôi hẹn gặp lại các bạn vào phần tiếp theo, nếu thấy hay thì đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Đầu Gấu Review nha. Chào tạm biệt, bye bye.